màu vẽ. Thứ nhất là màu mood gen. Màu vẽ này có thể thay đổi theo nhiệt độ. Mood gen này là một trong những cái dòng vẽ rất là đẹp. Cái line của nó rất là mướt để mình vẽ đó mọi người, vẽ design đó. Thứ hai là kim tuyến. Kim tuyến này nó không phải dạng như là platinum kim tuyến mà nó là màu kim tuyến phát sáng. Khi mà quý vị dọi đèn flash vào nó phát sáng hơn cả platinum gel. Trời ghê chưa. Đây là kim tuyến để mình điểm thêm vào những cái mẫu design à. Tiếp theo bộ vẽ màu glow in the dark gel. Cái này là của thương hiệu Azura nha quý vị. 3 bộ sẽ là 324 đồng, quý vị sẽ được tặng Casca 100 đồng. Còn nếu mình lấy 2 bộ, mỗi bộ là 108 ấy, thì mình sẽ được tặng Casca 50 đồng. Đó, từ thiết kế chai nè, cọ nè, rất là dễ cầm nha cả nhà nha. Bộ này mình rất là dễ cầm. Cầm lên trên tay một cái là mình quét đi là êm luôn, không bị lỏng đâu nha. Cái này rất là đặc màu, rất là dễ kéo. Cái này nè, vẽ fan. Vẽ fan nét lắm luôn. Thấy không? Vẽ bông, vẽ rồng, vẽ phụng, vẽ gì đó đó vẽ. Vẽ đủ các loại vẽ. Mình vẽ mình có tiền được quý vị, chứ bình thường mình sơn keo không đâu có tiền, mình phải vẽ. Vẽ rồng, vẽ rắn, vẽ bông, vẽ hoa gì cứ vẽ. Cứ vẽ đi vì cuộc đời cho phép. Nhiều khi đã I want to do freestyle. Đó là mình do freestyle à, phải có bộ vẽ mình nó freestyle được chứ. Không có bộ vẽ ngồi vẽ thấy bà luôn, đúng không ạ? Đúng, đúng. Đúng, hợp lý.